Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Bắt chủ tịch Louis Holdings, Đỗ Thành Nhân và hàng loạt đối tượng vì thao túng thị trường chứng khoán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, công ty cổ phần Louis Holdings và một số công ty có liên quan. Theo Bộ Công an, kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ trả thu thập có căn cứ xác định trong thời gian từ ngày 4 tháng 1 năm 2021 đến ngày 6 tháng 10 năm 2021, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lewis Holding, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lewis Capital, Công ty Cổ phần Lewis Land, thông đồng với Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Lewis Capital, mã TGG, công ty cổ phần Lewis Lane, mã BII và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Lewis Holdings, Công ty Cổ phần Lewis Capital, Công ty Cổ phần Lewis Lane và các đơn vị liên quan, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạp giam, lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội thao túng thị trường chứng khoán theo quy định tại Điều 211 Bộ Luật Hình sự, gồm Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Lewis Holdings, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lewis Capital, Công ty Cổ phần Lewis Land, Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Lewis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Lê Thị Thụy Liên, Nhân viên Dịch vụ Tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành các quyết định lệnh tố tụng đối với các bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can mở rộng điều tra truy tìm và thu hồi triệt để tài sản cho các nhà đầu tư